Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để mà đầu tư sinh lời cũng như là thay đổi cuộc sống. Nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin. Gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư một ngày mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và luôn có một sức khỏe dồi dào. Chúc tất cả các nhà đầu tư thì luôn thành công trong mọi thương vụ làm ăn của mình nhé. Hôm nay Biển Xanh làm video này để chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một số cái thông tin, một số cái kinh nghiệm mà Biển Xanh cũng đã đọc và nghe được từ những chuyên gia bất động sản người ta đánh giá. Thì hôm nay Biển Xanh chia sẻ lại để quý anh chị và các bạn có thể tham khảo quý anh chị nhé. Kính thưa quý anh chị và các bạn, thì trong giai đoạn hiện nay thì trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng là đang phải gồng mình để mà chống lại dịch bệnh Covid-19. Và cái dịch bệnh này thì nó cũng làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến nền kinh tế của chúng ta. Trong cái nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì Việt Nam đã được khá là nhiều nước trên thế giới người ta đánh giá cao. Thậm chí là tổ chức y tế WHO thì còn kêu gọi các nước là nên tham khảo cách mà Việt Nam chúng ta phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là những ngày gần đây thì cái làn sóng kiều bào người ta về nước gia tăng rất là mạnh mẽ. Nhiều kiều bào thì còn ca ngợi rằng đi khắp châu Âu khi về tới Việt Nam thì cảm thấy cực kỳ an toàn. Đi châu Âu mới thấy không ở đâu cái chiến lược phòng chống dịch bệnh được tốt và yên tâm như ở nước mình. Thậm chí chữa bệnh còn được miễn phí, cách ly thì được chăm sóc chu đáo và tận tình. Có một chị Việt Kiều khi mà vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đã chia sẻ, thú thực là chị đã cảm giác rất là an toàn và cảm thấy khá là xúc động khi mà bước về tới nước Việt Nam chúng ta. Câu nói của chị đã và đang lan truyền khá là mạnh. Có thể thấy những nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam chúng ta đang ngày càng chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia đáng sống, một môi trường an toàn và nó có thể là một điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Dịch bệnh Covid nó đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến nhiều ngành nghề như là sản xuất, thương mại, dịch vụ, hàng không và du lịch. Đặc biệt là ngành du lịch nó ảnh hưởng khá là nặng. Điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Thế nhưng thì hiện nay nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ cũng vẫn là đang đi tìm và mua tích trữ bất động sản giữa đại dịch Covid-19. Thực tế chứng minh rằng 40 năm qua thì cái giá bất động sản nó đã tăng liên tục. Chính vì vậy mà bỏ tiền vào bất động sản cũng chính là cách gia tăng giá trị tài sản một cách nhanh nhất ngay cả trong cái thời khủng hoảng Covid-19 này. Và trong suốt cái nhiều thập kỷ qua thì cái biểu đồ giá nhà đất tại Việt Nam nó đã đi theo chiều hướng tăng dần đều. Dù có gãy sóng ở một số cái giai đoạn nhưng mà thị trường cũng nhanh chóng lấy lại được phong độ và tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Cụ thể thì theo thống kê của nhiều đơn vị nghiên cứu trong 16 năm qua thì cái giá bất động sản tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nó đã tăng gấp 27 lần và tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì nó đã tăng gấp là 22 lần. Trong khi đó thì giá vàng chỉ tăng hơn gấp 5 lần. Và theo các chuyên gia đánh giá thì giá nhà đất tại Việt Nam nó tăng liên tục là bởi cái truyền thống tích trữ tài sản của người dân, tỷ lệ tiết kiệm của người dân thì nó tăng trung bình lên đến là 50% thu nhập, gấp đôi so với phần lớn các cái quốc gia khác. Trong đó thì tỷ lệ tiết kiệm rất lớn để mà tích trữ tài sản đó chính là bất động sản và chi tiêu cho nhà ở, dẫn đến giá nhà nó tăng lên rất là cao. Và cái việc mà gia tăng dân số, tỷ lệ dân nhập cư cũng vậy, hàng năm tăng rất là nhanh. Theo thống kê thì ở Việt Nam chúng ta là tỷ lệ sinh thì vẫn luôn luôn là đang cao hơn tỷ lệ tử. Cũng chính vì thế mà cái việc mà giá nhà đất hiện nay là nó đang tăng theo thời gian. Và theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cho biết là bất động sản luôn là một cái kênh đầu tư tiềm năng ngay cả trong thời khủng hoảng. Điều này thì nó đã được chứng minh trong cái cuộc khủng hoảng năm 2008-2011. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy dù là hiện nay đang có dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến rất là nhiều ngành nghề kinh tế nhưng mà vẫn có cái làn sóng đầu tư bất động sản âm thầm mua đất để mà giữ tiền.
Mới đây thì báo cáo phân tích từ công ty chứng khoán SSI cũng đã khẳng định chính vì cái nhu cầu ở thực của người dân hiện nay đang rất là lớn nên cái hoạt động mua bán nhà thì vẫn diễn ra bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì những cái kênh đầu tư khác như là chứng khoán, đầu tư vào vàng hoặc là gửi tiền tiết kiệm thì nhiều nhà đầu tư người ta vẫn chọn cái kênh đó là đầu tư vào bất động sản, và cái kênh đầu tư bất động sản nó vẫn có nhiều cái sự hấp dẫn hơn. Và hiện nay thì cái thị trường nó đang là khó khăn, nhưng cũng vì thế mà nhiều nhà đầu tư họ cũng không hề rời bỏ thị trường. Dòng tiền của nhà đầu tư thì vẫn được phân bổ ở nhiều nơi, nhiều kênh khác nhau. Nhưng với những cái nhà đầu tư mà họ đã đầu tư lâu năm, đầu tư chuyên nghiệp ở lĩnh vực bất động sản thì họ vẫn thấy cơ hội trong cái lúc khó khăn, mặc dù cách cái phân bổ dòng tiền của họ sẽ theo xu hướng chắc chắn và an toàn hơn, nhưng mà bỏ tiền vào bất động sản cũng chính là cách mà họ gia tăng giá trị tài sản một cách là nhanh nhất. Và thực tế thì trên thị trường hiện nay nhiều nhà đầu tư thì vẫn âm thầm tìm kiếm bất động sản ở những khu vực ăn theo các cái công trình hạ tầng giao thông lớn và ăn theo những cái dự án lớn có pháp lý rõ ràng. Và giao dịch thì nó có chững lại hơn so với cái lúc mà chưa có dịch diễn ra, nhưng mà nhiều nhà đầu tư thì vẫn mua ra bán vào và vẫn có cái biên độ lợi nhuận khá là ổn định ở giai đoạn thị trường khó khăn như là hiện nay. Và nhìn ở một cái góc độ tích cực thì nhiều người có nhu cầu ở thực họ vẫn sẽ tìm và mua được cái giá bất động sản hợp lý trong thời điểm hiện nay, và nhiều nhà đầu tư thì cũng vẫn dễ dàng tìm kiếm được những sản phẩm tiềm năng cho giỏ hàng của mình và ít bị cạnh tranh hơn. Và đây cũng chính là cái điểm tốt cho thị trường, hay nói chung, hay là nói như một cách khác của những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ cho rằng là khi thị trường sợ hãi thì chính là cơ hội cho những người biết nắm bắt cơ hội. Các chuyên gia đánh giá hiện nay dưới tác động của dịch bệnh thì thị trường bất động sản đang như là một chiếc lò xo bị nén vậy, nó chỉ chờ cái thời điểm để mà bật lên mạnh mẽ. Hiện nay thì tâm lý khách hàng và cả nhà đầu tư thì đều đang là bị trùng xuống do ảnh hưởng tâm lý từ dịch bệnh. Và một khi mà dịch bệnh nó được kiểm soát tốt thì lúc đó thị trường sẽ đón cái nguồn cầu mạnh mẽ của cả khách hàng lẫn nhà đầu tư. Sau dịch bệnh kết thúc thì sẽ có làn sóng đầu tư bất động sản mới từ kiều bào, khi mà lượng người về Việt Nam tránh dịch ngày càng tăng. Nguồn lực gần 5 triệu kiều bào cực kỳ là to lớn đối với thị trường bất động sản. Và theo thống kê thì chúng ta có thể thấy là cái lượng tiền kiều hối một năm kiều bào người ta gửi về nước theo đường chính thức là khoảng 15 tỷ đô, còn theo đường không chính thức thì cũng có thể là tương đương với con số này. Bên cạnh đó thì nếu Việt Nam chúng ta tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tốt như hiện nay và vượt qua được dịch bệnh thì sẽ là cái điểm sáng an toàn cho kinh tế, chính trị, thu hút các nước người ta đến để đầu tư, sinh sống và làm việc. Đây sẽ là cái nguồn lực cực kỳ lớn cho thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới. Kinh nghiệm rút ra tương tự cũng như là dịch SARS năm 2002-2003, và nền kinh tế cũng như là thị trường bất động sản sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại ngay sau khi mà chấm dứt dịch bệnh. Và theo các chuyên gia đánh giá khẳng định thì đây vẫn là một cơ hội để mà tìm kiếm mua được những bất động sản vị trí đẹp và có cái giá trị, mua được cái giá trị thực của nó. Trên đây là những cái chia sẻ mà Biển Xanh cũng đã tìm hiểu và đọc được, tham khảo được từ những chuyên gia, thì Biển Xanh cũng chia sẻ lại để quý anh chị và các bạn có thể nghe và tham khảo. Và một lần nữa thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những cái clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.